các bạn, mình là Bánh Bèo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và subscribe channel của mình. Rất là lâu rồi mình mới quay lại YouTube. Và mình có một thông tin cực kỳ quan trọng muốn thông báo với các bạn. Đó chính là mình đang mang thai một em bé. Thực ra nếu bạn nào có theo dõi Instagram hoặc là Facebook thì cũng đã biết rằng là mình đã đi được 2/3 thai kỳ rồi. Và video ngày hôm nay, chủ đề dưỡng da dành cho bà bầu chính là để đáp ứng yêu cầu của rất rất nhiều bạn từ khi biết tin là mình có em bé. Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu để xem là dưỡng da dành cho bà bầu thì có những gì giống và khác so với dưỡng da cho các bạn gái thông thường nhé. Thực ra thì cái chủ đề dưỡng da dành cho bà bầu, mình đã có một cái bài blog rất là chi tiết về các thành phần này cũng như cách thức dưỡng da. Thì mình sẽ để ngay link ở bên dưới description box để cho các bạn theo dõi thêm. Tuy nhiên mình cũng muốn có một chút disclaimer ở ngay đầu video rằng bản thân mình nhé, cái này là mình hoàn toàn chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân thôi. Còn các bạn có thể rất là linh hoạt theo từng làn da cũng từng tình trạng da của mỗi người. Thì Bánh Bèo không quá là có sự phân biệt nào giữa dưỡng da bình thường và dưỡng da dành cho bà bầu. Bởi vì thực ra là mình không nghĩ rằng là bà bầu là một thực thể nào đó quá là mong manh dễ vỡ và cần phải tránh toàn bộ mọi cái tác nhân từ bên ngoài. Mình nghĩ quan trọng nhất đối với một bà bầu đó là giữ cho tinh thần của mình được thoải mái, lạc quan, giữ cho nhịp độ sinh hoạt của mình được điều độ nhất có thể, thì đó mới là cái điều tốt. Còn việc dưỡng da ấy thì nó sẽ hơi khác so với khi mà mình chưa mang thai. Ở một cái điểm đó là khi mà bạn mang bầu ấy thì nội tiết ở bên trong thay đổi, làn da của các bạn sẽ phải chịu rất là nhiều những cái áp lực từ môi trường này, từ sinh hoạt thì không nói, nhưng mà từ bên trong nội tiết thì nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy bối rối một chút. Có thể mình sẽ gặp phải những cái tình trạng da mà mình chưa phải đối mặt với nó bao giờ. Ví dụ như là Bánh Bèo ấy, thì trong khoảng 3 tháng đầu của thai kỳ thì mình bị thay đổi nội tiết, mình lên mụn rất là nhiều. Mình lên mụn dày đặc luôn và cảm thấy rất là đau đớn, xấu xí, tự ti luôn ấy. Và cái tình trạng đấy nó cũng không phải là kéo dài cho đến tận bây giờ. Như các bạn nhìn thấy ở trên khung hình thì da mình bây giờ đã tốt lên rất là nhiều. Thế cho nên là mình cũng muốn rằng cái video này mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình theo từng cái giai đoạn và từng cái tình trạng da như thế. Thì biết đâu đó có bạn nào đó sẽ có một cái tình trạng da tương tự như mình khi mà cũng đang mang bầu, thì các bạn cũng có thể tham khảo rút ra một chút kinh nghiệm. Chính vì vậy trong video này thì mình sẽ có 3 phần khác nhau, tương ứng với 3 cái tình trạng da khác nhau, giống như là lúc nãy mình đã miêu tả ấy. Đầu tiên là trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì da của Bánh Bèo bị nổi mụn rất là nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để dưỡng da, làm sao để kiềm chế cái lỗ mụn đấy để không cảm thấy nó quá đau đớn và không để lại quá nhiều là di chứng ở trên mặt. Tiếp theo đến cái giai đoạn thứ hai mà Bánh Bèo có thể phân ra, đấy là cái giai đoạn ở tầm khoảng giữa thai kỳ, khoảng từ tầm tháng thứ 3, tháng thứ 4, tháng thứ 5, tháng thứ 6. Thì cái giai đoạn này nó sẽ của Bánh Bèo ấy, nó rơi vào cái thời kỳ nóng nhất của mùa hè, tức là những cái thời kỳ mà nhiệt độ ở bên ngoài trời nó lên đến tận 37, 38 độ C. Thế xong rồi mình hàng ngày phải đi làm việc như bình thường, thì lúc đấy da của mình nó là da hỗn hợp thiên sâu, thì nó cũng sẽ có những cái biểu hiện rất là không mong muốn, kiểu như là nó sẽ lên mụn đầu đen hoặc là lên sợi bã nhờn lấm tấm này, tiết dầu nhiều này, trông da nó không được sáng sạch và mình còn phải chống chọi với tia UV từ bên ngoài nữa. Và cái giai đoạn thứ ba mà mình có thể phân ra được đó chính là cái thời điểm này. Khi mà mình bắt đầu quay video này thì tiết trời đã chuyển sang thu và thời tiết nó cũng đã dịu hơn rất là nhiều. Tuy nhiên cái việc tiết trời nó cũng trở nên hanh khô hơn thì đòi hỏi cái làn da của mình cũng sẽ phải yêu cầu một cái lượng độ ẩm nhất định. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình đã dưỡng da khác nhau như nào trong 3 cái thời kỳ này, tương ứng 3 tình trạng da đó. Thì hy vọng là video này sẽ có ích các bạn nhé. Ok, mình sẽ bắt đầu kể lại hành trình dưỡng da của mình vào cái thời kỳ đầu. Thì như lúc nãy mình cũng đã nói đấy, mình bị nổi mụn rất là nhiều ở vùng cằm là do thay đổi nội tiết này. Mụn lớn, mụn bé nó cứ thi nhau mọc lên. Cái mụn lớn sưng to nhất thì vừa vỡ mụn thì lại tiếp tục trồi lên những cái mầm mụn mới. Nó đều rất là đau, mọc, đỏ. Và những cái mụn sưng viêm này thì mình lại không thể nào mà can thiệp được bằng các cái loại thuốc trị mụn, bởi vì dù sao thì cũng đang trong thai kỳ thì mình cũng nên tránh. Thế cho nên là mình cũng đã phải rất là kiểu khéo léo và kiên trì để có thể đối phó và chung sống với chúng. Chỉ mong là qua thời gian đi thì nội tiết trong người mình nó sẽ ổn định hơn và cái mụn nó sẽ mất đi thôi. Chứ còn thực ra nếu mà bạn nào mà có những cái biểu hiện, có những cái triệu chứng về mụn đấy nó dài hơn, nó có thể kéo dài cho đến khi bạn sinh em bé chẳng hạn, thì thực sự cũng không có cách nào cả, mình vẫn phải chung sống với nó thôi. Thì trong cái thời điểm này thì mình cũng ưu tiên là tối giản skincare routine. Gần như là mình chỉ có các cái bước làm sạch này, làm sạch và chống nắng thì chắc chắn rồi, nhưng mà các cái bước dưỡng da thì cũng chỉ có toner, serum và kem dưỡng, tức là chỉ có 3 sản phẩm
chính để mình dưỡng da hàng ngày cả sáng lẫn tối mà thôi. Thì trước tiên là bước làm sạch, thì lúc này khi mà mụn sưng đau rất là nhiều thì mình hạn chế tiếp xúc quá nhiều, trà sát quá nhiều và sử dụng những cái chất tẩy rửa mạnh, thì mình đã dùng một cái dụng cụ làm sạch da, đó chính là một miếng mút tẩy trang. Em này thì khác với bông tẩy trang và nước tẩy trang là ở chỗ là nó hoàn toàn bằng vải bông và nó được dệt bằng một cái sợi vải công nghệ cao thế nào đó mà nó hoàn toàn có thể tẩy sạch được cái phần trang điểm của mình. Mình cũng trang điểm ít thôi, thì cho nên là em này hoàn toàn làm tốt cái nhiệm vụ làm sạch da. Và cái bề mặt bông này khi mà mình lau lên da, nhất là những cái vùng da có mụn sưng đau ấy, thì nó khá là nhẹ nhàng, nó không làm tổn thương da, cũng không sợ là bông tẩy trang gây rát da này, hoặc là cũng không sợ là nước tẩy trang làm cho da bị khô hay là bị rát gì cả. Thì mình đánh giá rất là cao em này. Nếu như mà mẹ bầu nào mà kỹ tính ý, mà muốn tránh thật là triệt để hóa chất lên da, thì hãy tham khảo miếng bông tẩy trang này của Well De Ma nha. Thì cái bông tẩy trang này ở trong một set nó có 3 màu, một màu trắng, màu nâu và màu đen. Thì màu trắng là dành cho các bạn make up nhẹ này, màu nâu là dành cho các bạn make up vừa, và màu đen là để dành cho những cái làn da mà trang điểm đậm để nó tẩy sạch nhất. Thì mình chọn dùng màu trắng trong cái giai đoạn này để hạn chế tác động đến mụn, gây cho nó cảm thấy kiểu khó chịu hơn. Em này cũng được một cái rất là tiện dụng, đấy là khi mà mình dùng xong mình chỉ việc giặt nó. Bạn có thể giặt nó với sữa rửa mặt nếu lười giống như mình, hoặc là bạn có thể cho vào máy giặt nó quay, nó sấy, sáng hôm sau treo lên khô xong mình lại tái sử dụng tiếp. Mình thấy khá là kinh tế và cũng dễ sử dụng lắm. Sau khi tẩy sạch lớp tẩy trang rồi thì tiếp đến mình sẽ chọn một loại sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này phải thật sự là rất dịu nhẹ, bởi vì không ai có thể nói trước là với một cái tình trạng mụn dày đặc và đau như thế thì các cái loại sữa rửa mặt khác nó có thực sự làm cho da được mềm, được êm hay không. Thế là mình đã tin tưởng chọn Cream Barrier Cream Cleansing Foam. Em này thì đã lọt top sữa rửa mặt yêu thích nhiều năm nay của mình, và vào những thời điểm nhạy cảm thì mình chỉ có thể tin tưởng em nó thôi, là bởi vì là em này cực kỳ mềm, cực kỳ ẩm, dễ chịu kinh khủng. Tức là da bạn dù có nhạy cảm đến mấy thì nó cũng không có khiến cho da cảm thấy khó chịu gì thêm. Nó là dạng cream mềm nhẹ, gần như không có bọt. Thế cho nên là khi mà rửa xong, da bạn hoàn toàn sạch mà vẫn không bị khô da, không bị cảm thấy mất ẩm hay là cảm thấy bị khó chịu một chút nào cả. Sau khi làm sạch xong thì các cái sản phẩm dưỡng cơ bản tiếp theo mà mình dùng chỉ còn có toner, serum và bước kem dưỡng mà thôi. Thì toner mình vẫn sử dụng Ampoule Canjun này. Ampoule Canjun này mình đã sử dụng từ mùa đông, kéo qua cái thời điểm giao mùa trời nồm ấy, là mình đã thấy rất là ưng rồi. Nhưng mà đến khi mang bầu thì mình mới thực sự là cảm thấy lựa chọn này quá là đúng đắn. Ampoule Canjun này có bảng thành phần cực kỳ ngắn gọn, chỉ có 11 thành phần thôi và chiết xuất rễ hoàng kỳ. Đây là một vị thuốc đông y, nó là thành phần chính, thì nó có tác dụng là dưỡng ẩm, làm khỏe, tăng cường sức sống cho làn da. Thì em này nó khác với toner bình thường ở chỗ đó là nó là dạng toner essence, tức là nó hơi sệt nhẹ giống như essence, nhưng mà nó lại sử dụng ở bước toner. Và các bạn hãy tin mình đi, cho dù da bạn có dầu đến mấy đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ không thể cảm thấy một chút nào dính dớp với cái kết cấu hơi sệt này, là bởi vì khi mà thoa lên da nó sẽ thấm nhanh ngay lập tức, nó thấm một cách ráo mà dễ chịu, cảm giác như là nó đã hoàn toàn biến mất ở trên da, nhưng mà da mình vẫn cảm nhận được độ ẩm mà nó mang lại một cách rất là vừa phải, không bị rất dính hay là cũng không bị kiểu ráo quách đi đâu. Thế cho nên là mình rất là thích Ampoule Canjun này, dùng nó từ mùa đông cho đến mùa hè vẫn cảm thấy rất là ok. Mà một chai này 200ml dùng được lâu lắm luôn á. Hạn sử dụng sau khi mở nắp là 12 tháng, thế mà mình phải dùng đến tầm 10, 11 tháng mới hết một chai này. Tính ra rất là kinh tế đúng không nào? Sau khi sử dụng một cái loại toner có tác dụng dưỡng ẩm nhẹ và làm dịu da, thì đối với cái tình trạng mụn dày đặc như thế thì mình không có tham lam dùng bất cứ một cái loại serum nào. Không có serum làm sáng, không có serum chống lão hóa gì cả, mà mình tập trung vào cái nhiệm vụ chính là calm cái những cái vết mụn đấy cho nó dịu lại. Bởi vì các bạn biết là khi mà mụn sưng viêm nó trồi lên thì nó là một cái tổn thương, nó sưng, nó đau, nó tấy đỏ. Thế cho nên mình làm nào để hạn chế tác động nó nhiều nhất, cái serum đó phải thật là lỏng nhẹ, thấm nhanh, tránh kiểu bí vết mình phải miết, mình phải cọ vào cái mụn này. Thứ hai nữa là tránh bí da, bí da thì những cái vết sưng viêm nó còn bùng lên kinh khủng hơn nữa. Thế cho nên là mình có một lựa chọn rất là sáng suốt ở đây, đó chính là em Unplanned Acne Shot Ampoule. Unplanned là một cái thương hiệu của đại gia Coreana, chắc là các bạn cũng đã biết cái thương hiệu này, nghe qua nó ở bên Hàn rồi đúng không? Thì cái thương hiệu Unplanned này họ có rất là nhiều dòng Ampoule, nhưng mà em Acne Shot này là mình đánh giá cao nhất vì nó có hiệu quả nổi bật đối với da mụn. Cái cách thức mà nó xử lý mụn trên da của bạn không phải là kiểu tấn công trực diện, kiểu đánh vào cái con vi khuẩn mụn đấy đâu, mà nó sẽ giúp heal da, calm da, nó sẽ giúp giảm sưng, giảm đau, giảm viêm đối với các cái vết mụn, đối với các cái vết mụn sưng đỏ. Thì mình nghĩ rằng là khi mà da bạn đã bị tổn thương thì
cơ thể mình đã đang chiến đấu với cái vết mụn, với cái con vi khuẩn mụn đấy rồi, thì mình không cần thêm dầu vào lửa nữa. Nhiệm vụ của mình chỉ là giúp là làn da dịu lại và cảm thấy đỡ đau thôi. Em này hoàn toàn lỏng như nước, các bạn có thể nhìn thấy đây. Thế cho nên khi thoa lên da thì các bạn giống như là thoa nước lên da và nó thấm rất là nhanh, nó ráo, nó không bị dấp dính, nó không bị khó chịu ấy. Thì mình sẽ giảm được tối đa các cái lực ma sát tác động khiến cho da bị đau đớn. Thì em này dùng liên tục trong vòng khoảng hơn một tuần là mình đã thấy vết mụn xe lại rồi, và các cái đầu mụn ấy nó sẽ không có bị mưng mưng đỏ đỏ lên một cách đầy đau đớn nữa, mà nó cũng cứ êm dần đi, cái quầng quầng đỏ nó thu lại và mình cảm thấy là nó lành hơn, nhanh hơn đối với các cái vết mụn đã nặng rồi ấy. Còn đối với các cái vết mụn mà đang trồi lên thì mình cũng cảm thấy là nó cứ co cụm cụm lại, nó không còn kiểu bùng bùng lên như trước đây nữa. Thì mình rất là recommend em này nếu như mà bạn nào mà bị mụn gì đặc mà không muốn can thiệp bằng các cái loại thuốc trị mụn thì mình có thể sử dụng em serum này. Ngoài ra sau khi mà dùng nó được khoảng 1-2 tuần mình cảm thấy là nó đã xe lại rồi thì các bạn cũng biết là mình làm beauty blog rồi thì mình phải thử nhiều sản phẩm ấy, thì mình lại chuyển sang một cái em mới này, đó chính là em Benton Snail Bee High Content Essence. Tại vì các bạn biết sao, mình đã nghe nói rất là nhiều về cái tác dụng trị mụn của em này và cái tác dụng làm lành da sau mụn. Tuy nhiên thì trước đây Bánh Bèo chưa bao giờ trải qua cái tình trạng là bị nhiều mụn đến vậy, cho nên mình coi đây là một cơ hội để mà mình có thể test thử sản phẩm này. Và quả đúng là như lời đồn, trời ơi, tất cả những cái vết mà mụn mà mình đã nặn xong nhá, kiểu mụn nặn xong thì nó sẽ để lại một cái hố nó kiểu đầy nước mô và kiểu vết hư hở ấy, thì sử dụng em này lên thì nó xe, nó khô cái vết mụn đi rất là nhanh và cái vết mụn này nó hồi phục rất là nhanh. Thì mình cũng cực kỳ ngạc nhiên là thực sự nó không phải là thuốc và nó không phải là thành phần đặc trị, cũng không cao sang gì dược mỹ phẩm hay là có cái gì tinh túy quá. Em này chỉ có mỗi nọc om và keo om kiểu như thế thôi, nhưng mà cái tác dụng của nó lên da thì thực sự là mình không muốn nói là từ thần kỳ nghe hơi quá, nhưng mà nó rất là đáng ngạc nhiên luôn ấy. Thế cho nên là mình nhất định là phải giới thiệu cái này với các bạn nào mà có cái tình trạng mụn nặng, hoặc là bạn nào mà da bầu mà kiểu nhạy cảm quá ấy, thì nên sử dụng em này để cho da nó được dịu lại, được dễ chịu hơn. Tất nhiên là nói là mình không xử lý những cái đố mụn thì không đúng lắm, tại vì là khi mà cái mụn nó lên đầu, nó đã to, nó đã gần tạo mụn rồi ấy, thì nhiệm vụ của mình là phải nặng nó ra. Thế cho nên là mình đã dùng đến em chống mụn lưu hình này của Neogen. Cái này bạn nào theo dõi Instagram của mình thì chắc cũng biết là mình đã khen em đấy. Em đấy là một cái dạng chống mụn lưu hình thuần túy thôi, tức là cái kết cấu của nó gồm có một phần bột lưu hình màu hồng ở dưới và được bao phủ bảo quản ở trên bởi một lớp cồn. Thì khi mà mình sử dụng thì mình sẽ chấm cái que xuyên qua lớp cồn để lấy cái phần bột lưu hình màu hồng đó để chấm vào lớp mụn. Cái bột lưu hình này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến bà bầu, cho nên là các bạn bầu mà ví dụ có mụn xương viêm to thì có thể sử dụng nó. Thậm chí là tất cả mọi người có mụn xương viêm đều có thể dùng nó rất là lành tính. Nó không có cái kiểu bị chai như là kiểu các cái chất trị mụn khác. Thì mình nghĩ là nó cũng dễ sử dụng. Mụn sừng này cái ta chấm vào, thế là nó gom đầu, thế là nó vỡ ra rồi thì mình dán miếng dán mụn vào để nó hút hết cái phần mụn, thế thôi. Đấy, mụn sừng viêm thì tất cả những cái gì mà mình có thể tự làm, tự xử lý tại nhà chỉ nên là như thế và chỉ đơn giản là như thế thôi, thì mình nghĩ là bạn nào cũng có thể áp dụng được. Cái này thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cách nặn mụn an toàn để mà tránh để lại sẹo và thâm, thì mình cũng sẽ để thêm link ở trên màn hình để các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Sau bước toner này, sau serum trị mụn thì mình có dùng đến kem dưỡng, nhưng mà thực sự không phải là kem dưỡng, nó chỉ là emulsion thôi. Cái bước kem dưỡng này thì mình không muốn là đắp một cái lớp kem nào đó quá dày lên hoặc là quá ẩm lên, bởi vì mụn mà. Các bạn cũng biết là mụn thì mình hay ngại những cái sản phẩm dày bí. Và em Etude Sun Chung emulsion này mình cũng dùng từ trước đó, tức là trước cái thời điểm mình bị mụn bùng phát do nội tiết mang bầu ạ. Thì mình thấy rất là ưng ý bởi vì kết cấu emulsion của nó lỏng vừa đủ, giá vừa đủ và ẩm vừa đủ, nhẹ nhàng thôi thì nó sẽ giúp cho da mình giữ được cái trạng thái ẩm cân bằng rất là dễ chịu. Thì mình dùng nó để kết thúc cái routine dành cho bà bầu trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ bị mụn tùm lum, và mình cảm thấy rất là ưng ý về thành phần của nó cũng lành tính. Nếu như bạn nào kỹ tính muốn để ý thành phần thì em nó rất là lành tính, bà bầu dùng hoàn toàn ok. Ok, như thế là mình đã kết thúc routine của cái giai đoạn đầu tiên, là cái giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ mà bị ảnh hưởng nhiều từ nội tiết mà khiến cho mình bị bùng mụn ấy. Thì rất là may là sau 3 tháng đầu thì nội tiết của mình đã ổn định hơn, kết hợp với các cái biện pháp dưỡng da bên ngoài thì cái vùng mụn của mình nó đã giảm hẳn đi, nó không còn lên mụn mới nữa, và mình chỉ việc xử lý những cái mụn cũ cứ như thế. Thì mụn cũ nó hết rồi, nó hoàn toàn phẳng, nó hoàn toàn không có nổi mụn mới, nó không có đau đớn gì nữa, và chỉ để lại thâm dày đặc, dâm thâm chi chít ở quanh vùng cằm, vùng miệng ấy luôn. Cái thời điểm đấy nó cũng tương ứng với cái thời điểm mà đang có dịch Covid, cho nên là mình còn có khẩu trang để mà che đậy đi, chứ lúc đấy mà trường mà ra thì thực sự là rất là mất tự tin. Thì
Các bạn có muốn biết là mình đã xử lý cái đám mụn, thâm mụn đấy như nào không? Thì chúng ta tiếp tục theo dõi video này nhé. Ok, thôi đi để lại lá vàng, mụn đi để lại vô vàn vết thâm, mà đau khổ hơn là cái thời kỳ mà mình bị thâm nhiều thì nó cũng đúng vào cái thời điểm là mùa hè nắng nóng. Thế cho nên là mình lại phải ưu tiên tối giản skincare để cho da nó đỡ kiểu bị dày nặng quá. Thì mùa hè đi đường nóng nực cũng không thể chịu được. Thứ hai là mình lại còn phải tập trung vào làm sạch da và làm sáng cái vùng thâm đấy nữa. Thì vẫn là cái phác đồ như lúc nãy mình sử dụng tối giản skincare. Bởi vì các bạn cũng biết là khi mang bầu ấy thì mình có nhiều cái thay đổi trong người, mình cũng mệt mỏi. Thế là mình cũng nên, mình cũng ngại skincare ngàn lớp hơn ý. Thế cho nên là mình cũng vẫn chỉ duy trì làm sạch này cơ bản này, toner, serum và cream vậy thôi. Thì bây giờ đã hết mụn rồi thì mình chuyển sang dùng nước tẩy trang dạng nước và bông tẩy trang như bình thường để mình có thể test được nhiều sản phẩm cho các bạn. Thì mình đã khám phá ra cái loại nước tẩy trang này của VT Cosmetics. Em này mình gọi tắt là tẩy trang con hổ, nó có cái hình con hổ ở ngoài kia. Thì em này là nước tẩy trang Sika, tức là nó sử dụng rất là nhiều cái chiết xuất rau má ở trong này để làm dịu da. Và nó được khuyến cáo là dành cho da nhạy cảm và da mụn. Thì ok, cứ cho là da mẹ bầu trong thời điểm này là đang rất nhạy cảm, thì mình rất là ưng ý em này. Em này sẽ làm sạch tốt này, làm mềm da, cảm giác trên da khá là thoáng nhưng mà vẫn ẩm, không bị kiểu căng tức hay là rít hay là bị nhờn nhờn rất dính đâu. Tuy nhiên là có một cái nhược điểm là nó có một mùi hơi nồng. Mình không hiểu tại sao da nhạy cảm người ta phải cho cái mùi như kiểu mùi dầu cù là vào nữa. Thế cho nên là nếu mà mẹ bầu nào mà có nhạy cảm với mùi hương ấy, thì nên lưu ý chi tiết này nhé. Sau khi tẩy trang thì mình sẽ phải rửa mặt, nhưng mà vào cái thời điểm mùa hè nóng nực này, mồ hôi, dầu, rồi bụi bẩn ở trên đường ấy, thì mình bắt buộc phải làm sạch da kỹ hơn, chứ mình không có thể nào mà sử dụng cái loại sữa rửa mặt dịu nhẹ được nữa. Thì một loại sữa rửa mặt cực mạnh mình chọn đó chính là Etude Xương Trung Whip Cleanser. Nói là cực mạnh là vì sao? Bởi vì em này là sữa rửa mặt dạng tạo bọt sẵn. Đây, cái đầu tạo bọt của nó như này. Thì các bạn chỉ cần bóp, cái chai này mình dùng hết rồi, các bạn chỉ cần bóp ra là nó đã tạo ra bọt. Sữa rửa mặt tạo bọt trước nay luôn phải chịu cái ác cảm từ bánh bèo là bởi vì mình nghĩ là bọt nhiều tức là khô da. Nhưng mà riêng em Etude Xương Trung này nó đã đánh bật cái định kiến đấy. Nó tạo bọt sẵn nhưng cái bọt của nó cực kỳ xốp, cực kỳ mịn và rất là lâu tan từ trên da, khiến cho mình tha hồ mát xa. Cái bụi bọt rửa mặt này nó sẽ len lỏi vào làm sạch sâu từ lỗ chân lông, cảm giác vô cùng sảng khoái, kiểu mình chút bỏ được tất cả mọi thứ bụi bặm, stress, ô nhiễm ở trên da rồi ấy. Nhưng nó hoàn toàn không làm khô da một chút nào. Các bạn sẽ thấy điều phi lý ở đây là tại sao bọt lại không làm khô da ấy, đó mới là điều kỳ diệu. Nhưng mà trời ơi, mình khẳng định là nó thực sự là không làm khô da một chút nào luôn, dùng cực kỳ đã. Mùa hè mà bạn nào dùng cái máy rửa mặt thì nhất định phải có một cái chai bọt này ở trên trong nhà nha. Thường là khi bị mụn thì chúng ta hay nghĩ đến là phải sử dụng một cái gì đấy thật là chuyên biệt, thật là nguy hiểm để mà xử lý nó. Nhưng mà câu trả lời thực tế lại rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể cân nhắc đến các cái sản phẩm lên men. Là tại vì sao? Các cái sản phẩm lên men, thứ nhất là kết cấu của nó rất là nhỏ, các cái liên kết phân tử của nó đã được bẻ gãy nên nó dễ dàng thấm sâu vào da và mang lại hiệu quả nhanh và nhiều hơn là các cái sản phẩm thông thường. Thứ hai là các thành phần lên men rất là lành tính, các bạn sẽ không sợ nó là gây thêm mụn hay nuôi thêm mụn. Và thứ ba nữa là nó thường có cái kết cấu lỏng nên không sợ bí da. Và cái em mà mình dùng đó chính là Purito Fermented Complex 94 Boosting Essence. Mặc dù gọi là essence thôi nhưng mà mình dùng nó ở bước toner. Em này thì có chứa thành phần 94% là dịch chiết khuẩn lên men Lactobacillus. Ngoài ra thì nó còn có cả niacinamide 3% nữa. Cho nên là cái dịch chiết khuẩn lên men thì nó vừa nuôi dưỡng vừa tái tạo làn da, giúp làn da phục hồi. Mà cái niacinamide này thì nó góp thêm một chút xíu công sức nhỏ để làm cho da mình sáng lên, để đỡ bị thâm mụn ấy. Thì mình thấy em này rất là được việc. Mình dùng nó khoảng tầm 4 tuần là thấy da nó khỏe hẳn lên ấy. Tức là kiểu cái kết cấu da nó săn chắc hơn này. Các cái vết thâm mụn thì kiểu nó cũng kiểu có độ dày hơn ấy. Khi mà các bạn thấy thâm mụn đi để lại những cái vết chấm đỏ đỏ thì cảm thấy da nó rất là non, nó rất là mong manh quá. Thì mình cảm thấy nó đã dày dặn, nó đã khỏe khoắn hơn rồi. Thì mình nghĩ là em này là một trong những cái loại tạm gọi là nước thần đi. Nếu mà so sánh với nước thần của các hãng mà cao cấp khác thì em này thực sự là rất là ngon, bổ rẻ, hợp với túi tiền sinh viên hoặc là bạn nào muốn tiết kiệm, mà thành phần cũng rất là ok nha. Tuy nhiên cái hành trình mà để mà loại bỏ hết thâm mụn ấy, thì chúng ta phải phối kết hợp nhiều loại vũ khí, tức là vừa nuôi dưỡng da lại vừa giúp đào thải cái phần tế bào sừng hạt tổ ở bên ngoài để cho cái vết thâm mụn nó bay đi. Thì cái nhiệm vụ đấy mình xin được trao cho em Neogen Pad này.
Em nêu trên pad này nó là một cái dạng tẩy da chết vật lý kết hợp với hóa học, tức là tẩy da chết vật lý nó sẽ hoạt động theo cái dạng cơ học scrubbing, là nhờ vào cái kết cấu của miếng gạc sần này. Thứ hai nữa là cái miếng gạc sần này nó lại được tẩm thêm acid rất rất nhẹ thôi, thế cho nên là nó vừa giúp loại bỏ đi lớp sừng dày ở bên ngoài này, nó vừa có acid thấm sâu vào lỗ chân lông, giúp cho làm lỏng các cái kết cấu của cái vỏ sừng chết già cỗi, làm cho da được thay mới nhanh hơn. Thì em này mình chỉ sử dụng độ khoảng 2 đến 3 lần một tuần và mình lau qua một lượt trên mặt. Sau đó thì mình cũng không có trà sát nhiều, bởi vì là mình cũng sợ là kiểu trà sát nhiều thì da mình nó còn yếu, nó còn chưa tạt được. Nhưng mà em này cũng rất là dịu nhẹ thôi, thì nếu mà bạn nào bị bùng mà da mà cảm thấy nó không được thanh sạch, nhiều sợi bã nhờn hoặc là nhiều kiểu dầu thừa còn đọng lại trong lỗ chân lông thì có thể cân nhắc em này. Về cái quan điểm sử dụng acid cho bà bầu thì mình đã chia sẻ rồi, mình sẽ không nói lại nữa, bởi vì quan điểm của mình là acid ở dạng nhẹ nó không có ảnh hưởng gì mấy, kể cả là AHA, BHA hay là bất cứ dạng acid nào thì nó cũng không có quá là ảnh hưởng nhiều đến việc bạn mang bầu mà để em bé bên trong, cho nên là mình vẫn sử dụng. Còn nếu mà bạn nào có ý muốn tránh thì cũng nên tránh, mình cũng không có phản đối nha. Tuy nhiên cái công cuộc mà chị Thâm đánh bay Thâm ý, thì phải nhờ đến sự góp sức của một người hùng mà mình đã muốn ca ngợi nó từ rất 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 lâu rồi, đó chính là em Purito Pure Vitamin C Serum. Em này là một cái loại vitamin C mà mình cảm thấy là nó có quá nhiều thứ để nói, tức là vừa có tài vừa có tật cùng một lúc. Em vitamin C Serum này phải nói là thần kỳ không hoa, là nó đã giúp mình đánh bay Thâm trong vòng 2 tuần. 2 tuần nhưng họ còn chưa đủ một chu trình da. Amazing, good job em. Mà nó đã làm cho Thâm mụn gần như là biến mất, phải đến 80-90%. Mình không biết là phải dùng cái từ ngữ gì để ca ngợi nó nữa, nhưng mà nó quá là thần thánh luôn. Thậm chí kể cả vitamin C của những cái hãng nổi tiếng dược mỹ phẩm đắt đỏ tiền triệu cũng không làm được cái điều này ở trên da của mình. Thì em này đã làm được, em này chứa 5% vitamin C nguyên chất dạng LAA. Nên là mình đầu tiên đọc cái bảng thành phần thì mình không nghĩ rằng là cái nồng độ này có thể làm nên chuyện, nhưng mà thực sự đó, các bạn thấy không, thực tế và lý thuyết nó có sự khác biệt như thế đấy. Tuy nhiên nhược điểm của em ấy là em ấy khá là mạnh đối với da, nó gây châm chích này, khi mà mình thoa lên thì nó vân ra kiểu buồn buồn ngứa ngứa, xong nó còn hơi đỏ đấy ấy. Thì cái biểu hiện này nó sẽ biến mất sau khoảng 5 đến 10 phút, thì mình chịu khó là mình đợi một chút để cho những cái biểu hiện này nó giảm đi thì mình có thể tiếp tục skincare các cái bước tiếp theo. Hay nhưng mà chính vì cái nhược điểm này cho nên là nếu mà da bạn nào chưa hoàn toàn hết sạch mụn này hoặc là chưa thực sự khỏe thì mình khuyến cáo là không nên dùng. Mình chỉ có bánh bèo mới liều lĩnh dùng nó, bởi vì ngứa mắt của bọn Thâm mụn quá rồi không thể chịu được. Thứ hai nữa là có một cái nhược điểm to đùng của em này là em ấy cực kỳ dễ bị oxy hóa, cũng có thể là bởi vì thương hiệu này nó là một cái thương hiệu xanh vegan brand, nó không sử dụng nhiều chất bảo quản này, cũng có thể là tại vì cái thương hiệu này nó không phải là một cái thương hiệu quá là nổi tiếng xịn sò, cho nên công thức của họ vẫn chưa thực sự là hoàn hảo, nên là cái khả năng bảo quản vitamin C nó chưa được tốt, cho nên là mình cảm thấy là cái vitamin C này nó rất là nhanh oxy hóa. Mình dùng mới chỉ được có 1/3, 1/4 của cái chai này thôi mà nó đã bị kiểu xuống màu, nó đã bị kiểu sậm màu hơn, vitamin C nó đã bị oxy hóa rồi. Thế cho nên là mình cũng lưu ý là các bạn nào mà dùng em này thì phải dùng nhanh, dùng nhiều để mà tránh bị lãng phí nhé. Ok, như thế là trong routine của mình đã coi như là đã có một vũ khí hạng nặng rồi, thì đến cái mức kem dưỡng thì mình lại cân bằng nó lại. Mình chỉ dùng những cái kem dưỡng mà nó nhẹ nhàng, thấm nhanh, làm cho da cảm thấy dễ chịu, cân bằng ẩm, chứ nó không quá là phải cần thêm những cái chất gì bổ béo lắm đâu. Thì mình có hai lựa chọn, đó chính là Rim Barrier Aqua Soothing Gel Cream và Dermaplane Green Calming Cream của The Sam. Thì hai cái sản phẩm này đều là hai cái sản phẩm gel dưỡng ẩm dành cho da dầu. Mình tính lại là mình sử dụng em nó vào cái quãng giữa của thai kỳ và cái thời điểm trời nắng nóng đỉnh điểm, thì cảm giác như bạn tất bất cứ một cái loại kem dưỡng nào lên da thì nó cũng quá ưng, là kiểu nặng nề bí bách ấy. Thế cho nên là ưu tiên lớn nhất của mình là một cái loại gel nào phải thấm thật nhanh và phải thật là nhẹ mặt, thì hai em này đã hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí đấy. Em Rim Barrier này thì là mình dùng cho ban ngày, là nó có khả năng làm mát da, thấy bảo là nó giảm nhiệt độ cho da đến 5 độ C và thoa lên da thì nó hơi kiểu cool cooling, kiểu nó mát mát ý. Thì em này thấm rất là nhanh và dạng gel hoàn toàn là lỏng như nước luôn. Thế nhưng mà nó lại để lại một cái mức ẩm tương đối dễ chịu ở trên da, gần như duy trì cả ngày khi mà mình bôi từ sáng đến tối đi làm ấy, thì mình cảm thấy rất là thích. Em này mình highly recommend cho các bạn nào da dầu vào mùa hè nhé. Còn đến buổi tối thì mình chuyển sang dùng em The Same Dermaplane Green Calming Cream, là bởi vì em này có khả năng calm da tốt hơn hẳn so với các cái loại gel dưỡng thông thường ở trên thị trường. Em này thì
dạng gel bình thường này, không có quá nhiều thành phần bổ béo, kết cấu thì lại còn hơi mượt một chút do có một tí keo silicone, nhưng mà cái silicone này thì không hề gây cái cảm giác mượt mà giả tạo hay là cảm giác bí ra một tí nào. Mình xin khẳng định luôn là cái silicone của nó cũng là silicone rất gì và này nọ, chứ không phải là kiểu silicone vớ vẩn tạo màng linh tinh đâu. Thế cho nên là các bạn da dầu hay là da mụn cũng có thể yên tâm sử dụng nó. Cái tác dụng chính của em này thì là nó làm dịu da rất là tốt. Mình cảm giác như là kể cả ở da mà mới bị mụn xong ấy, cái các cái vết đỏ nó vẫn còn hơi nhức nhức ấy, thì khi mà bôi em này lên thì nó hoàn toàn êm, nó hoàn toàn dịu đi trở lại. Và mình sử dụng nó vào buổi tối thì sáng hôm sau da mình cảm thấy kiểu đàn hồi hơn, khỏe khoắn hơn. Và đặc biệt là không có kiểu bị tiết dầu, ứa dầu ở cái vùng mũi này nữa. Mặc dù mình đi ngủ cũng nằm điều hòa cả ngày ấy, à cả tối luôn ạ. Thế cho nên là mình rất là thích em này và highly recommend cho bạn nào mà muốn phục hồi da sau mụn thì có thể sử dụng em này cho những cái hôm mà thời tiết nóng nực mà không muốn làm bí da nhé. Ok, như thế là Bánh Bèo vừa mới điểm qua hai giai đoạn dưỡng da trong thai kỳ của mình, và đến thời điểm này thì mình xin được update tình trạng da của mình là nó đã rất khỏe rồi này. Vết thâm cũng đã mờ đi hoàn toàn này, và da mình đang ở một cái trạng thái ổn định, đấy là không bị quá dầu, cũng không bị quá khô, không nhạy cảm, nói chung là tương đối ổn. Thế nhưng mà da ổn thì thời tiết nó lại có một sự thay đổi, đấy là bây giờ đã là tầm tháng 9, tháng 10, thời tiết đã vào thu rồi, thế cho nên là các bạn sẽ cảm nhận thấy nó có một cái sự khô nhẹ, nó hơi se se lại. Và cái điều này thì da mình sẽ biểu hiện đầu tiên, thế cho nên là mình cũng có điều chỉnh một chút để cho cái skincare routine của mình nó phù hợp hơn và mình đủ sức để mà cân cái nhu cầu ẩm của da mình từ giờ cho đến những ngày cuối cùng của thai kỳ hay là vào mùa đông, thì mình không phải thay đổi quá nhiều routine. Thì hiện tại mình đang dưỡng da như này nhá, vẫn là nước tẩy trang con hổ và vẫn là sữa rửa mặt Etude như lúc nãy mình chia sẻ, thì mình không có thay đổi cái đó nè. Nhưng mà mình đã thay đổi toner. Các bạn nhìn thấy chai toner này mình đã dùng hết một nửa rồi nhá. Thì em này là Innisfree True Care Pantenol 10 Moisture Skin. Đây là một cái dòng mà hãng sản xuất dành riêng cho những người làn da nhạy cảm, da yếu. Thì để theo đúng cái tiêu chí True Care, tức là chăm sóc đích thực, thì em này có cái bảng thành phần nó sẽ tập trung hơn, tập trung vào cái nhiệm vụ là phục hồi da nhiều hơn. Và em này chứa đến 10% là vitamin B5, chính là pantenol, thì nó có tác dụng phục hồi, nuôi dưỡng làn da rất là tốt. Em này mình rất là thích là bởi vì nó ẩm, nó cái cảm giác ẩm nó rõ rệt hẳn ở trên da luôn á. Thì khác với các cái loại toner mà mình chọn sử dụng vào mùa hè thì nó phải thực là sự là thoáng, thì em này cảm giác ẩm mềm hẳn ngay sau khi bạn lau cái lượt đầu tiên ở trên da, và nó cũng se lại rất là nhanh. Tức là cái cảm giác ẩm này nó không phải là ẩm khó chịu đâu, mà là nó là ẩm mềm, ẩm ngậm, chứ không phải là cái kiểu ẩm rất dính chì nằm ở trên bề mặt thôi đâu. Thì mình rất là thích em này, mình sử dụng nó cả sáng và tối luôn. Thì ví dụ như là buổi sáng mà mình không có nhiều thời gian ấy, thì mình sẽ dùng cái toner này lau một lượt lên da là da đã được ẩm tương đối rồi nhá. Thì xong sau đó thì mình sẽ chuyển sang một loại serum. Đây, loại serum mà mình sử dụng vẫn là serum vitamin C, nhưng mình đã chuyển sang một loại vitamin C êm hơn và đa năng hơn Empurito lúc nãy thì được mình khen là rất là thần thánh ở cái nhiệm vụ là nó trị thâm rất là nhanh. Nhưng mà ngoài cái nhiệm vụ trị thâm ra thì nó không mang lại các cái hiệu ứng khác mà mình kỳ vọng. Ví dụ như là nó không khiến cho các cái vùng da khác được màu hơn, hay là không khiến cho da cảm thấy nó săn chắc rạng rỡ hơn, thì em Neogen này lại làm được cái điều đó. Tức là các bạn có thể hiểu là cùng là vitamin C, nhưng một em thì là công, một em thì là thủ ấy. Thì em Neogen này có tác dụng thủ, tức là nó nuôi dưỡng da và mang lại những cái hiệu quả toàn diện lâu dài hơn. Em này có chứa 10% vitamin C dạng SAP và 12% chiết xuất cam chanh. Mình nghĩ cái nồng độ như này là tương đối ổn để cho các bạn sử dụng hàng ngày, cho dù da bạn có thuộc lại da gì, da dầu, da hỗn hợp với da khô, thì cũng cần có một em vitamin C để mang lại hiệu quả làm sáng da, đều màu da, tăng cường sản sinh collagen, chống lão hóa. Đấy, thì nó là một cái loại serum rất là đa nhiệm. Em này thấm khá là nhanh và không gây cái cảm giác châm chích gì ở trên da. Cái cách bảo quản nó cũng rất là dễ dàng, và mình dùng đến giọt cuối cùng rồi mà nó vẫn chưa thèm bị oxy hóa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Đây ạ. Thì mình nghĩ em này chính là một loại vitamin C quốc dân mà bạn nào cũng có thể sử dụng được. Mình chọn sử dụng vitamin C này vào buổi sáng, thứ nhất là bởi vì em này rất là thấm rất là nhanh. Mình thoa cho chạy lên da là nó đã se rồi, mình không cần phải chờ đợi nữa. Mà nhiều khi sáng ngủ dậy muộn đi làm vội thì mình cần phải nhanh. Thứ hai nữa là em này
có bổ sung một lượng ẩm kha khá. Thế cho nên như lúc nãy mình nói là khi mà chuyển qua mùa thu rồi thì mình cũng ưu tiên các cái sản phẩm ẩm hơn một chút, thì em này cũng có một chút tác dụng dưỡng ẩm. Thế cho nên là một mình em này có thể cân được cho cả serum dưỡng ẩm và serum làm sáng da chống lão hóa. Thế cho nên buổi sáng mình chỉ cần một em này là đã đủ rồi. Và serum nếu mà sử dụng buổi sáng kết hợp với kem chống nắng thì nó còn làm tăng khả năng chống các cái gốc tự do nữa, cho nên mình rất là thích dùng nó vào buổi sáng. Mình dùng hết sạch nó luôn rồi này. Vẫn là tiêu chí phải thật là nhanh gọn. Thế cho nên là vào buổi sáng thì mình sẽ, sau khi sử dụng vitamin C serum, mình sẽ sử dụng luôn đến kem dưỡng. Và loại kem dưỡng mình dùng là Illichul Hyaluronic Moisture Cream. Nghe tên là các bạn cũng biết là nhiệm vụ của nó là dưỡng ẩm là chính, với cái thành phần là Hyaluronic Acid, đúng không? Thì cái kem này nó có cái kết cấu thực sự là gel cream, lỏng lỏng thôi. Nó cũng không có gì là thần thánh cả, tuy nhiên là mình thấy hiệu quả trên da của nó. Dưỡng ẩm tốt, cân bằng, không bị ráo nhanh quá nhưng cũng không bị ẩm rất dính. Thế là vừa đủ đáp ứng cái tiêu chí là nhanh và vừa đủ đáp ứng cái tiêu chí là ẩm vừa phải của mình. Thì mình nghĩ là trong cái tiết trời thu đông này thì mình sử dụng em này là ok rồi. Đấy là routine buổi sáng nhé. Còn routine buổi tối thì tớ sẽ hơi điều chỉnh một tí, tại vì buổi tối thường khô hơn và buổi tối mình cũng thường muốn là tập trung nuôi dưỡng da sâu hơn ấy. Thì buổi tối tớ vẫn sử dụng là toner của Innisfree này, nhưng mà đến phần serum thì tớ sử dụng một em serum khác có tác dụng chống lão hóa, đó chính là em Wellderma G Plus Moisturizing 24kg Essence. Cái em này nó tên là Essence cho nên nó sẽ hơi lỏng hơn serum một chút, và nó có chứa các cái vảy vàng lóng lánh ở bên trong. Thực ra thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều bài báo mạng nói về tác dụng của vàng 24k đối với da, và cũng có rất là nhiều tranh cãi là thực sự nó có đắt đỏ đến thế không. Nhưng mà mình thấy là với một chai serum này không quá đắt đỏ thì mình có thể thử trải nghiệm với vàng xem sao, để mà chống lão hóa, biết đâu nó có tác dụng. Thì có phải là cái giá này quá là hời không? Mình dùng một em này thì thay cho bước serum dưỡng ẩm và chống lão hóa luôn, cũng tại vì lời. Thì em này khá là dễ chịu, thấm nhanh trên da, hiệu quả chống lão hóa thì mình không thể nói được, bởi vì là đâu có nói là ngày 1, ngày 2 mà chống lão hóa được đâu. Nhưng mà riêng về cái kết cấu thì mình thấy em này khá là ổn, cái vảy vàng nó cũng sẽ tan ngay trên da thôi. Đó là serum, nhưng mà cái quan trọng này, cái quan trọng đó chính là kem dưỡng tiếp theo. Thì mình cực kỳ ưng ý và đã chọn được một em kem dưỡng siêu thích, đó là em Laneige Radiancy Cream. Ui, khi mà mình phát hiện ra em này thì mình đã thấy trời ơi, em này là mảnh ghép hoàn hảo vào trong routine của mình. Các bạn có biết là vì sao không? Thứ nhất, nó là một loại kem dưỡng ẩm đậm đặc, thì nó sẽ hợp với cái buổi tối mùa thu mình sẽ cần nhiều ẩm hơn. Và trong khi ngủ mà thỉnh thoảng thì mình ngủ điều hòa, thỉnh thoảng mình chĩa quạt vào người thì da sẽ mất ẩm nhiều hơn so với mùa hè. Thứ hai nữa là quan trọng hơn, em này có chứa thành phần làm sáng da tận 8,5% vitamin C liền. Trời ơi, rất ít khi các bạn sẽ thấy vitamin C được thêm vào kem dưỡng, mà thường sẽ thấy nó chỉ có ở trong serum mà thôi. Thế cho nên là bây giờ nếu mà có thêm vitamin C ở trong kem dưỡng thì tại sao mình lại không dùng nhỉ? Mình dùng cái vitamin C cả sáng cả tối, có phải là kiểu tác dụng nó sẽ kiểu tăng lên nhiều hơn, xịn hơn kiểu thế. Nhờ có cái thành phần làm sáng da chống lão hóa mà mình cảm thấy như là da mình nó được trẻ trung, nó được tươi mới, nó được sáng sủa hơn ngay cả khi mình đi ngủ. Thì hiệu quả của em này mà nhà sản xuất công bố là hình như đâu trong vòng 4 đến 8 tuần là các bạn sẽ thấy hiệu quả. Và quả thật là sau khoảng 4-5 tuần là mình thấy cũng có tiến triển rồi đó. Và mình cảm thấy kiểu da mình nó căng hơn, nó có sức sống hơn. Cái điều này thì vừa đến từ cái khả năng dưỡng ẩm, vừa đến từ cái thành phần vitamin C của em này. Thì mình cảm thấy nó rất là được việc luôn ấy. Nó không phải là chỉ phải kiểu nói suông. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái lựa chọn khá là hợp lý trong mùa thu đông lần này, dành cho bạn nào thứ nhất là cần kem dưỡng ẩm. Thì cái độ ẩm của em này rất là ok, và cái kết cấu của nó khi mà lên da nó không bị bóng nhẫy đâu. Nó ẩm, nó đặc nhưng nó không bị bóng nhẫy, mà nó cảm giác như nó ngấm vào da luôn á. Thứ hai nữa là bạn nào muốn kiểu sản phẩm nhiều trong một, tức là mình muốn da đẹp nhưng mà mình lười lắm, mình muốn nhanh thôi, thì em thấy rất là hợp luôn. Vừa làm sáng da vừa làm kem dưỡng, hai bước trong một luôn. Thì mình cảm thấy đây là một lựa chọn cực kỳ xuất sắc và một khám phá mới mà mình phải khoe ngay với các bạn ở trong quy trình dưỡng da của mình. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ còn tiếp tục sử dụng em này cho đến hết mùa đông, là bởi vì vitamin C thì không bao giờ được phép thiếu ở trong routine của mình. Mà nếu mà mình có thể kết hợp vitamin C vào trong kem dưỡng thì mình sẽ có thể thử được nhiều sản phẩm serum, toner có các cái thành phần khác ok hơn chẳng hạn, thì rất là một công đôi việc, đúng không nào? Bánh bèo quên mất, nãy giờ các bạn có thấy trong routine của mình còn thiếu một cái gì đó không? Đó chính là kem chống nắng. Thực ra là mình đã ủ làm một cái video về top 5 kem chống nắng mà mình yêu thích nhất rồi. Và thực ra là trong toàn bộ cái thời kỳ mang thai mình vẫn sử dụng loanh quanh có 3 cái loại kem chống nắng trong cái top 5 đó thôi. Thì mình sẽ để link bài top 5 kem chống nắng ở bên dưới để các bạn có thể theo dõi thêm. Cái 3 loại mà mình thường sử dụng nhất đó chính là Senta Perfect UV Essence, Purito Comfy Water Sunblock và Purito Centella Green
Green Level Unscented Sun. Thì đây là ba cái loại kem chống nắng mà mình cảm thấy là cái kết cấu của nó dễ chịu nhất, thành phần chống nắng cũng tương đối ổn để mà mình có thể sử dụng hàng ngày. Mình nói thêm là cái khả năng chống nắng của nó phù hợp với nhu cầu hàng ngày của mình, tức là mình chỉ đi làm buổi sáng, đi làm về buổi tối, buổi trưa, không ra ngoài làm việc trong văn phòng kiểu như vậy. Và cái kết cấu của nó thì thực sự là rất là phù hợp với công việc, cũng là nhu cầu của mình, là bởi vì nó mang lại cho mình cái kết cấu đẹp, ổn trên da và không có gây bất cứ sự khó chịu nào, ví dụ như không bị chảy nhão, không bị loang lổ, không bị trắng phớ. Thì mình rất là ưng ý với ba cái loại kem chống nắng này. Thì các bạn có thể đọc thêm review kỹ hơn nhé. Chia sẻ một hồi, có lẽ là video này sẽ là video dài nhất trong các video mà tớ đã up lên YouTube channel của mình. Nhưng mà Bánh Bèo cảm thấy rất là phấn khích để chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là cái chủ đề này, mình phải đợi khi mình thực sự có thai thì mình mới có kinh nghiệm thực tế để chia sẻ với các bạn. Chứ trước đây nếu mà một beauty blogger chưa từng trải qua cái thời kỳ mang bầu ấy, thì mình cảm thấy nó cũng chưa được xác đáng lắm nếu như recommend. Bởi vì là mình biết là cái thời kỳ mang bầu thì mỗi mẹ sẽ khác, mỗi khác, và mỗi một giai đoạn trong cái cả cái quá trình mang bầu này nó sẽ đều khác, giống như Bánh Bèo ấy. Bánh Bèo trải qua tận 3 giai đoạn liền, thế là mình coi đó là một cái điều may mắn để mình có thể được trải nghiệm phong phú hơn, để mà có thể chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm hơn cho các bạn. Thì hy vọng là video này sẽ đóng góp thêm cho các bạn một vài cái trải nghiệm thực tế của Bánh Bèo, cũng như là recommend cho các bạn một vài gợi ý một vài sản phẩm mà phù hợp, để nếu mà bạn nào đang có bị lúng túng khi mà làn da thay đổi quá nhiều khi mang bầu ấy, thì mình cũng có thể biết đâu đó thử và thành công với những cái lựa chọn mà Bánh Bèo đã sử dụng. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích video này và đừng quên like, subscribe channel của Bánh Bèo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.